Đâu, xin chào mọi người nha. Đây là bầy dịch sim lúc trước mình nuôi mà giờ nó nở nhiều lắm mọi người. Con đó nè. Đó. Còn bầy đây là mới nở đó nha mọi người. Đó, nó nở nhóc trơn nè. Mình bán hết một mớ mọi người ơi. Còn nhiêu đó đó.